Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục chia sẻ chủ đề tiếp theo số 368. Thì cái chủ đề hôm nay là chủ yếu mình cung cấp những cái câu giao tiếp rất là thực tế cho quý anh chị và các bạn. Thì nội dung của bài chia sẻ hôm nay đó gồm có các câu hỏi thăm nè, hay là cách hỏi bí quyết ai đó về một cái gì đó, hay là các lời động viên cổ vũ, hay là các phản ứng trả lời nhanh khi ai đó nói cái gì đó mình có phản ứng ra sao, và cuối cùng là có cuộc đàm thoại ngắn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là ai đó lâu rồi không gặp, mình thí dụ như là bây giờ Tâm Tâm lâu rồi không gặp, Sấm Sấm hữu lời mụ kiên, Sấm Sấm hữu lời mụ kiên, thì Sấm Sấm có nghĩa là Tâm Tâm, hữu lời mụ kiên có nghĩa là lâu quá không gặp. Thì thông thường ấy bạn, cái phép lịch sự đó, nếu như mà mình không biết tên của người ta thì mình sẽ nói hữu lời mụ kiên, nhưng mà mình khi mà biết tên một ai đó thì mình kêu tên của người ta, kêu tên của bạn bè hang, hay là kêu tên của một ai đó thì người ta sẽ rất là vui, phải không nào? Thì đó là cái cách giao tiếp. Thì Sấm Sấm hữu lời mụ kiên có nghĩa là Tâm Tâm lâu rồi không gặp, thì Sấm Sấm là tên Tâm ha, Sấm Sấm là Tâm Tâm, hữu lời là rất lâu, mụ kiên là không có gặp, hữu lời mụ kiên có nghĩa là lâu rồi không gặp, lâu rồi không có gặp, lâu rồi không gặp. Rồi bây giờ đó mình muốn nói là chị Sang lâu rồi không gặp, dạo này sao rồi? Thì cái người mà mình gặp, mình biết tên thì mình cứ kêu tên của người ta. Thì bây giờ thí dụ như là Sán Ché, Sán Ché hữu lời mụ kiên, chơi cành tỉa ma. Thì Sán Ché, Sán là sang, hang Sán là sáng ngủ, là sang hô. Thì Sán Ché, Ché là chị, Sán Ché là chị Sang. Hữu lời mụ kiên giải thích rồi, lâu rồi không có gặp, hay đơn giản là lâu rồi không gặp. Chơi cành, chơi cành có nghĩa là dạo này hay là gần đây. Tiểm A, sao rồi? Chơi cành tiểm A, chơi cành tiểm A là ý chúng ta muốn nói dạo này sao rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Sán Ché hữu lời mụ kiên, chơi cành tiểm A. Sán Ché hữu lời mụ kiên, chơi cành tiểm A có nghĩa là chị Sang lâu rồi không gặp, dạo này sao rồi. Thí dụ như là người đối phương muốn trả lời là tôi cũng rất tốt, còn bạn, người ta muốn hỏi lại luôn, tôi cũng rất tốt, còn bạn, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này: ngọ tú kỷ hữu lị lé, ngọ tú kỷ hữu lị lé. Thì ngọ là tôi, tú là cũng, kỷ hữu là rất tốt, ngọ tú kỷ hữu có nghĩa là tôi cũng rất tốt, lị lé còn bạn, còn bạn thì sao, bạn như thế nào? Cùng nhau đọc lại: ngọ tú kỷ hữu lị lé, ngọ tú kỷ hữu lị lé có nghĩa là tôi cũng rất tốt, còn bạn. Rồi thì người bạn này muốn trả lời là tôi thì tạm tạm, tôi thì tạm tạm, thì chúng ta nói như thế này: ngọ mà mã tỷ, ngọ mà mã tỷ, ngọ là tôi mà mã tỷ là tạm tạm ấy nha. Ngọ mà mã tỷ có nghĩa là tôi thì tạm tạm, khi chúng ta muốn nói là không tốt mà cũng không xấu, cũng tạm thôi, thì chúng ta nói là ngọ mà mã tỷ, ngọ mà mã tỷ. Thì khi ai đó hỏi cái thành tích của mình, ê thành tích của mày sao, tốt hay là xấu, mà mã tỷ có nghĩa là cũng tạm tạm, cũng tạm được ha. Hay là muốn hỏi ai đó, ê mày thi cử làm sao, hôm nay làm bài được không, thì nếu như mà không tốt lắm mà cũng không xấu lắm thì là mà mã tỷ cũng tạm tạm. Rồi quý anh chị và bạn hiểu được cái ý này là phải không nào?
chúng ta muốn nói cái gì đó tạm tạm, tạm tạm thì sẽ là mà má tỷ, mà má tỷ. Rồi thông thường khi mà bạn bè lâu ngày gặp nhau thì chúng ta nói ê bạn à, không ốm đi thì mập đi, không xấu đi thì đẹp ra ha, à, hay là à, không trẻ đi thì già đi. Nhưng mà thông thường thì người ta tìm những cái dấu điểm để mà người ta khen, chứ không có ai mà gặp nhau mà chê. Chê là khỏi nói chuyện tiếp luôn, không chàng, thông thường là như thế ha. Rồi mình à, thí dụ như là à, chúng ta muốn nói à, bạn hình như ốm đi chút và đẹp ra chút đó, thì chúng ta nói như thế nào? Bạn hình như ốm đi chút và đẹp ra chút đó thì nói như thế này. Lị hữu chị sâu chỗ tí thùng mài len chỗ tí vô. Lị hữu chị sâu chỗ tí thùng mài len chỗ tí vô. Thì lị có nghĩa là bạn, là anh, là chị. Hữu chị có nghĩa là giống như, thì ở đây nó cũng có nghĩa là hình như ha, hình như hữu chị. À, sâu chỗ tí, sâu là ốm, sâu chỗ là ốm đi, tí là một chút. Sâu chỗ tí có nghĩa là ốm đi chút ha, sâu chỗ tí là ốm đi chút. À, rồi thùng mài có nghĩa là và. Len chỗ tí, len là đẹp, len chỗ là đẹp ra, tí là một chút. Len chỗ tí là đẹp ra chút. Sâu chỗ tí là ốm đi chút. Len chỗ tí là đẹp ra chút. Vô có nghĩa là đó. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị hữu chị sâu chỗ tí thùng mài len chỗ tí vô. Lị hữu chị sâu chỗ tí thùng mài len chỗ tí vô, có nghĩa là bạn hình như ốm đi chút và đẹp ra chút đó. Thì thông thường những bạn nữ thích mình được ốm đi ha bạn, ốm đi dáng nó bi nhon hơn, còn mập ú u thì nó không có được đẹp, giống như mình giờ đó mập ú u. Rồi bây giờ thí dụ như ai đó khen mình ha, cái mình thích quá, mình muốn hỏi là thiệt ư, thế sao, thật hả? Thì chúng ta hỏi là chánh hài cả, chánh hài cả, chánh hài cả, có nghĩa là thật ư cũng được, thế sao cũng được ha, thiệt hả cũng được, chánh hài cả, chánh hài cả, thiệt ư, thế sao. Rồi thì thí dụ như chúng ta muốn đáp lại là thật đó, thật mà, thì chúng ta nói là chánh ca, chánh ca. Chánh ca có nghĩa là thật đó, hay là thật mà, thiệt mà, đều được. Rồi tiếp tục, thí dụ như là ai đó khen mình ha, cái mình thích quá mình mới nói là bạn thật là biết nói chuyện ha, bạn thật là biết nói chuyện, bạn là biết cách nói chuyện. Thì chúng ta nói như thế này, lị chánh hài xích cỏn dẹ, lị chánh hài xích còn dạ. Thì lị là bạn, hay là chị, là cô, là bác, là gì đều được. Chánh hài là thật, là lị chánh hài là bạn thật là như thế nào. Xích là biết, còn là nói, dạ. Xích còn dạ có nghĩa là biết nói chuyện, xích còn dạ có nghĩa là biết nói một cái điều gì đó. Xích còn dạ là biết nói chuyện. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị chánh hài xích còn dạ, lị chánh hài xích còn dạ có nghĩa là bạn thật là biết nói chuyện. Rồi thí dụ như là chúng ta muốn nói ý chúng ta muốn nói là tôi có sao nói vậy mà, hay là tôi có câu nào nói câu đó thôi, tôi cũng là có câu nào nói câu đó thôi, hay là tôi có sao nói vậy mà, thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Nói như thế này, ngọ tú hầy dậu cỏ côi còn cỏ côi ché. Ngọ tú hầy dậu cỏ côi còn cỏ côi ché. Thì ngọ là tôi, tú là cũng, hầy là rất là quen thuộc rồi, mình giải thích là mù su chi ha, là vô số lần rồi. Ngọ tú hầy có nghĩa là tôi cũng là, dậu, dậu là có, côi là cái câu ha, còn là nói. Cỏ, cỏ côi có nghĩa là câu đó ha, cỏ côi. Cùng nhau đọc lại,
Dậu có cơi, cõng có cơi là có câu nào nói câu đó. Dậu có cơi, cõng có cơi có nghĩa là có câu nào nói câu đó. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ tú hài dậu có cơi, cõng có cơi ché. Ngọ tú hài dậu có cơi, cõng có cơi ché. Có nghĩa là tôi cũng là có câu nào nói câu đó thôi. Hay là tôi có sao nói vậy thôi. Dậu có cơi, cõng có cơi. Rồi, bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói là tôi thì càng ngày càng mập. Thì chúng ta nói như thế nào? Tôi thì càng ngày càng mập. Nói như thế này. Ngọ trầu duyệt lòi duyệt phì. Ngọ trầu duyệt lòi duyệt phì. Thì ngọ là tôi, trầu là thầy. Cụm từ duyệt lòi duyệt. Duyệt lòi duyệt có nghĩa là càng ngày càng. Như thế nào thì đó chúng ta nói ra. Bây giờ càng ngày càng mập thì sẽ là mập là phì, duyệt lòi duyệt phì có nghĩa là càng ngày càng mập ha. Duyệt lòi duyệt lan là càng ngày càng đẹp ha. Duyệt lòi duyệt hầu sáng là càng ngày càng trẻ trung. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ chào duyệt lòi duyệt phì. Ngọ chào duyệt lòi duyệt phì có nghĩa là tôi thì càng ngày càng mập. Rồi thí dụ như chúng ta muốn nói là mập ra chút xíu thôi mà, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Phì chỏ xỉu xỉu ché. Phì chỏ xỉu xỉu ché. Thì phì là mập, phì chỏ là mập ra, xỉu xỉu là chút xíu. Ché ở đây có nghĩa là thôi mà, thì tùy theo ha. Phì chỏ xỉu xỉu ché. Phì chỏ xỉu xỉu ché có nghĩa là mập ra chút xíu thôi mà. Rồi bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói khuyên ai đó đừng lo lắng, hay là đừng quá lo lắng, đừng lo lắng quá, đừng quá lo lắng, thì chúng ta khuyên như thế này. Hủ câm tám sấm. Hủ câm tám sấm thì hủ là đừng ha, tám sấm là lo lắng. Hủ câm tám sấm có nghĩa là đừng quá lo lắng. Hủ câm tám sấm là đừng quá lo lắng. Lỵ hủ câm tám sấm có nghĩa là bạn đừng quá lo lắng. Rồi bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói là vẫn đẹp như xưa thì chúng ta nói như thế nào? Thùng dị chìn dắt dờn câm lan. Thùng dị chìn dắt dờn câm lan. Thì thùng dị chìn có nghĩa là trước kia ha, giống như trước kia vậy đó. Thùng dị chìn dắt dờn câm lan. Dắt dờn câm lan có nghĩa là vẫn đẹp. Thùng dị chìn dắt dờn câm lan có nghĩa là vẫn đẹp như xưa. Rồi bây giờ thí dụ như người ta có ý là người ta muốn khen mình ha, vẫn đẹp như xưa, thùng dị chìn dắt dờn câm lan, thì chúng ta mới nói là bạn thật là biết làm cho mình vui đó nha. Bạn thật là biết làm cho mình vui đó nha. Thì nói như thế nào? Như thế này. Lỵ chánh hài xích thăm ngọ hối sắm kè ché. Lỵ chánh hài xích thăm ngọ hối sắm kè ché. Thì lỵ chánh hài có nghĩa là bạn thật là, xích là biết ha, thăm có nghĩa là làm cho ai đó như thế nào. Thăm xích thăm ngọ có nghĩa là biết làm cho tôi như thế nào. Hối sắm là vui, kè ché ở đây có nghĩa là đó nha. Hối sắm kè ché có nghĩa là vui đó nha ha. Hối sắm kè ché, hối sắm kè ché có nghĩa là vui đó nha. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Lỵ chánh hài xích thăm ngọ hối sắm kè ché. Lỵ chánh hài xích thăm ngọ hối sắm kè ché có nghĩa là bạn thật là biết làm cho mình vui đó nha. Rồi
Bây giờ thí dụ như chúng ta muốn nói là nói đi rồi nói lại. Có bí quyết gì có thể làm cho bạn ốm đi chút vậy? Nói đi rồi nói lại. Có bí quyết gì có thể làm cho bạn ốm đi chút vậy? Hay là mà nè, có bí quyết gì có thể làm cho bạn ốm đi chút vậy? Thì chúng ta nói như thế này. Hòa xì hòa, dậu mé bi khuyệt, hỏ di liền lị sâu chỗ tí kẻ. Hòa xì hòa, dậu mé bi khuyệt, hỏ di liền lị sâu chỗ tí kẻ. Thì hòa xì hòa có nghĩa là mà nè, hay là nói đi rồi nói lại. Dậu là có, mé là cái gì, từ vựng. Bi khuyệt, bi khuyệt có nghĩa là bí quyết ha. Dậu mé bi khuyệt có nghĩa là có bí quyết gì ha. Chúng ta muốn hỏi ai đó có bí quyết gì thì sẽ là dậu mé bi khuyệt. Dậu mé bi khuyệt tiếp tục hỏi gì là có thể lình lệ sâu chỗ tí kẻ. Thì lình lệ có nghĩa là làm cho bạn ha. Lình lệ có nghĩa là làm cho bạn sâu chỗ, có nghĩa là ốm đi. Sâu chỗ tí là ốm đi chút. Lình lị sâu chỗ tí kẻ. Lình lị sâu chỗ tí. Lình lị sâu chỗ tí có nghĩa là làm cho bạn ốm đi chút. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Hòa xì hòa, dậu mé bi khuyệt, hỏi di lình lị sâu chỗ tí kẻ. Hòa xì hòa, dậu mé bi khuyệt, hỏi di lình lị sâu chỗ tí kẻ. Có nghĩa là mà nè, có bí quyết gì có thể làm cho bạn ốm đi chút vậy? Rồi thì cái bí quyết là như thế này. Tôi cũng là tập thể dục và chú ý ăn uống. Tôi cũng là tập thể dục và chú ý ăn uống. Thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Ngọ tú hài trù hoành tùng, thùng mài chư di dẫm xịt. Ngọ tú hài trù hoành tùng, thùng mài chư di dẫm xịt. Thì ngọ tú hài là tôi, cũng là ngọ là tôi, tú là cũng, hài là ngọ, tú hài là tôi, cũng là. Trù hoành tùng là tập thể dục, trù hoành tùng là tập thể dục. Thùng mài có nghĩa là, và chư di là chú ý. Chú ý là chư di gì? Dẫm xịt. Thì dẫm là uống, xịt là ăn. Dẫm xịt là ăn uống. Chư di dẫm xịt có nghĩa là chú ý ăn uống. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ tú hài trù hoành tùng, thùng mài chư di dẫm xịt. Ngọ tú hài trù hoành tùng, thùng mài chư di dẫm xịt. Có nghĩa là tôi cũng là tập thể dục và chú ý ăn uống. Rồi tiếp tục. Thí dụ như chúng ta muốn nói là tôi cũng có tập thể dục nhưng lại không thấy tôi ốm đôi chút. Tôi cũng có tập thể dục nhưng lại không thấy tôi ốm đôi chút. Thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Người Hồng Kông nói như thế này. Ngọ tú dậu trù hoành tùng, tàn dầu kim ngọ sâu tí. Ngọ tú dậu trù hoành tùng, tàn dầu kim ngọ sâu tí. Chúng ta cùng nhau giải thích. Ngọ là tôi, tú là cũng, dậu là có. Ngọ tú dậu là tôi cũng có. Có gì? Trù hoành tùng là tập thể dục. Tàn dầu, tàn là nhân, dầu là lại. Tàn dầu là nhân lại. Như thế nào? Kim là thấy, kim là không thấy. Không thấy gì? Ngọ sâu tí, ngọ là tôi, sâu là ốm, tí là chút chút hay là đôi chút. Kim ngọ sâu tí, không thấy tôi ốm đôi chút. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ tú dậu trù hoành tùng, tàn dầu kim ngọ sâu tí. Ngọ tú dậu trù hoành tùng, tàn dầu kim ngọ sâu tí. Có nghĩa là tôi cũng có tập thể dục nhưng lại không thấy tôi ốm đôi chút.
Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói là vấn đề tập thể dục cần phải có lòng kiên trì đó nhé. Thì chúng ta nói như thế nào? Vấn đề tập thể dục cần phải có lòng kiên trì đó nhé. Thì chúng ta nói như thế này: Chù hoành tùng ní dần dạ, diêu dậu hằng sấm ca. Chù hoành tùng ní dần dạ, diêu dậu hằng sấm ca. Thì chúng ta cùng nhau giải thích: Chù hoành tùng là tập thể dục, ní dần dạ, ní dần dạ có nghĩa là ní con mành thầy, ní dần dạ có nghĩa là ní con mành thầy, có nghĩa là vấn đề ha. Diêu, diêu là cần, diêu dậu là cần phải có cái gì? Từ vựng hằng sấm là kiên trì hay là lòng kiên trì, ca ở đây có nghĩa là đó nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: Chù hoành tùng ní dần dạ, diêu dậu hằng sấm ca. Chù hoành tùng ní dần dạ, diêu dậu hằng sấm ca. Thì có nghĩa là vấn đề tập thể dục cần phải có lòng kiên trì đó nhé. Thì diêu dậu hằng sấm là cần phải có lòng kiên trì, diêu dậu hằng sấm làm cái gì chúng ta cũng phải có diêu dậu hằng sấm. Không chẳng thí dụ như chúng ta muốn giảm mập thì cần phải tập thể dục, chúng ta muốn giỏi tiếng Quảng Đông thì phải siêng năng học hỏi. Những cái câu dài như thế này quý anh chị và bạn cũng đừng ngại ngùng ha, không phải chúng ta chỉ học tiếng Quảng Đông để biết bạn ăn cơm chưa, tôi ăn rồi ha, bạn ngủ chưa, tôi ngủ rồi, thì không có dừng lại đơn giản như thế. Các bạn chúng ta càng học càng nâng cao hơn để mà chúng ta có một số vốn kiến thức để mà giao tiếp rộng với người Quảng Đông, phải không nào? Thì nhất định là phải diêu dậu hằng sấm ha, làm cái gì cũng phải diêu dậu hằng sấm, phải có lòng kiên trì. Rồi bây giờ đó chúng ta muốn nói không có lòng kiên trì thì mất hết tác dụng, không có lòng kiên trì thì mất hết tác dụng. Thì chúng ta muốn nói không có lòng kiên trì thì mất hết tác dụng, chúng ta nói như thế này: Mụ hằng sấm chầu chìn cúng chuẩn phay. Mụ hằng sấm chầu chìn cúng chuẩn phay. Thì dậu là có, mụ là không có, hằng sấm là lòng kiên trì, mụ hằng sấm có nghĩa là không có lòng kiên trì, chầu là thì như thế nào? Đây là một cái thành ngữ: chìn cúng chuẩn phay, chìn cúng chuẩn phay. Thì cái thành ngữ này muốn nói là mất hết tất cả, mất hết tác dụng ha. Thí dụ như chúng ta không có lòng kiên trì ha, chúng ta nửa chừng bỏ lỡ thì coi như những cái gì đó mà chúng ta học hỏi, chúng ta làm trước đó thì sau này coi như là không có tác dụng gì nữa hết ha, bởi vì quý anh chị và bạn đã bỏ nó rồi ha. Thì không có lòng kiên trì mất hết tất cả, không có lòng kiên trì thì mất hết tác dụng. Chìn cúng chuẩn phay, chìn cúng chuẩn phay có nghĩa là những cái gì chúng ta tạo dựng trước đó bây giờ thì sẽ không còn nữa, ý là như thế. Chúng ta cùng nhau đọc lại: Mụ hằng sấm chầu chìn cúng chuẩn phay. Mụ hằng sấm chầu chìn cúng chuẩn phay, không có lòng kiên trì thì mất hết tác dụng. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là tôi đồng ý thì chúng ta nói là ngọ chan sình. Ngọ chan sình có nghĩa là tôi đồng ý, ngọ là tôi, chan sình chúng ta muốn nói chúng ta chan sình một cái gì đó là chúng ta đồng ý một cái gì đó. Ngọ chan sình có nghĩa là tôi đồng ý. Rồi bây giờ chúng ta muốn khuyên ai đó: Bạn cố lên đi, thì sẽ là lị cá dẫu lá. Lị cá dẫu lá, lị là bạn, cá dẫu là cố lên, lá là đi. Chúng ta cùng nhau đọc lại bốn chữ: lị cá dẫu lá, lị cá dẫu lá, bạn cố lên đi. Rồi người đối phương muốn đáp lại là được, cố lên, thì sẽ là hủ cá dẫu, hủ
cá dậu. Hủ là được, là tốt, là ok, đồng ý. Cá dậu là cố lên, hủ cá dậu. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là bạn nhất định làm được mà ha, thì chúng ta nghĩ là bạn mình sẽ làm được vấn đề đó, thì chúng ta nói là lị dắt tiền tắc kè, lị dắt tiền tắc kè. Thì lị là bạn, dắt tiền là nhất định, tắc là được. Lị dắt tiền tắc kè ý muốn nói là bạn nhất định làm được mà, lị dắt tiền tắc kè, bạn nhất định làm được mà. Rồi thí dụ như bây giờ chúng ta nghe ai đó cổ động mình, bạn cố lên đi, lị cá dậu lá, lị dắt tiền tắc kè, bạn nhất định làm được mà, thì mình muốn đáp lại là mình sẽ tốt, thuận theo ý bạn ha, là thuận theo cái câu chúc của bạn đó. Hữu xình lị quay dìn, hữu xình lị quay dìn. Thì hữu là tốt ha, xình lị quay dìn, đây là một cái thành ngữ, ý nói là thuận theo ý bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại cái mẫu đàm thoại, để một chút nữa chúng ta lắng nghe phần đàm thoại ha. Chúng ta bắt đầu nè. Sấm sấm hủ lòi mụ kiên, sấm sấm hủ lòi mụ kiên, tâm tâm lâu rồi không gặp. Sáng ché hủ lòi mụ kiên, chơi cành tỉa ma. Sáng ché hủ lòi mụ kiên, chơi cành tỉa ma. Chị Sang lâu rồi không gặp, dạo này sao rồi? Ngọ tú kỷ hữu lỵ lét, ngọ tú kỷ hữu lỵ lét, tôi cũng rất tốt, còn bạn? Ngọ mà mã tỷ, ngọ mà mã tỷ, tôi thì tạm tạm. Lỵ hữu chị sầu chỗ tí, thùng mài len chỗ tí vô. Lị hữu chị sau chỗ tí, thùng mài len chỗ tí vô. Bạn hình như ốm đi chút và đẹp ra chút đó. Chánh hay cà, chánh hay cà, thật ư? Chánh cà, chánh cà, thật đó. Lị chánh hay xích cỏn dẹ, lị chánh hay xích cỏn dẹ. Bạn thật là biết nói chuyện. Ngọ tú hài dậu cỏ côi, cỏn cỏ côi ché. Ngọ tú hài dậu cỏ côi, cỏn cỏ côi ché. Tôi cũng là có câu nào, nói câu đó thôi. Tôi cũng là có sao nói vậy mà. Ngọ chào duyệt lòi, duyệt phì. Ngọ chào duyệt lòi, duyệt phì, tôi thì càng ngày càng mập. Phì chỏ xỉu xỉu ché, phì chỏ xỉu xỉu ché, mập ra chút xíu thôi mà. Hủ câm tám sấm, hủ câm tám sấm, đừng quá lo lắng. Thùng dị chìn dắt dờn câm len, thùng dị chìn dắt dờn câm len, vẫn đẹp như xưa. Lị chánh hài xích thăm ngọ hói sấm ke chét, lị chánh hài xích thăm ngọ hói sấm ke chét. Bạn thật là biết làm cho mình vui đó nha. Hoa xì hoa dậu mé bi khuyệt, hỏi gì liền lị sau chỗ tí kẻ. Hoa xì hoa dậu mé bi khuyệt, hỏi di lèn lệ sau chỗ tí kẻ. Nói đi rồi nói lại, có bí quyết gì có thể làm cho bạn ốm đi chút vậy? Ngọ tú hầy chù hoành tùng, thùng mài chưa di dẫm xịt. Ngọ tú hầy chù hoành tùng, thùng mài chưa di dẫm xịt. Tôi cũng là tập thể dục và chú ý ăn uống. Ngọ tú dậu chù hoành tùng, tàn dầu kiên ngọ sâu tí. Ngọ tú dậu chù hoành tùng,
tàn dòng kim ngọ sâu tí. Có nghĩa là tôi cũng có tập thể dục nhưng lại không thấy tôi ốm đôi chút. Trù hoành tùng ní dần dạ, diêu dậu hằng sấm ca. Trù hoành tùng ní dần dạ, diêu dậu hằng sấm ca. Vấn đề tập thể dục cần phải có lòng kiên trì đó nhé. Mũ hằng sấm chầu chìn cúng trùn phay. Mũ hằng sấm chầu chìn cúng trùn phay. Không có lòng kiên trì thì mất hết tác dụng. Ngọ chan xình, ngọ chan xình, tôi đồng ý. Lị cá dẫu lá, lị cá dẫu lá, bạn cố lên đi. Hữu cá dẫu, hữu cá dẫu, được, cố lên. Lị dắt tình chủ tắc kè, lị dắt tình chủ tắc kè, bạn nhất định làm được mà. Hữu xình lị quay dìn, hữu xình lị quay dìn, tốt, thuận theo ý bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta lắng nghe phần đàm thoại để mà chúng ta có cái ấn tượng sâu sắc hơn ha. Chúng ta bắt đầu nè. Xăm xăm, hữu lời mù kiền. Xăm chê, hữu lời mù kiền. Chơi cành tiệm mà. Ồ, tôi kỳ hữu. Nghĩa lấy. Ngõ mà má tỉ. Lý hữu sĩ sâu chỗ tí, thùng mài len chỗ tí vô. Chân hồi gọi. Chân ca. Lý chân hồi sẽ gọn nhẹ. Ngõ tốt hay dạo cỏ cười, còn cỏ cười chê. Ngõ cho dịt lòi dịt phì. Phì cho xíu xíu chê, mù hữu cầm tam xăm. Thùng dĩ xỉn nhất cầm lèn. Lý chân hồi sức thăm ngõ hối xóm cả chết. Hòa xì hòa, dạo mẹ bị khuyệt hỏi gì, liền lị sâu cho tí kẻ. Ngõ tốt hay dạo vận động, thùng mà chú ý giấm sạch. Ngọ tôi dạo chùa hoành tùng, tàn dầu mà kiên ngọ sâu tí. Chùa hoành tùng lý dạng dễ, yêu dạo hẳn xâm gà. Mũ hẳn xâm, dạo chiền công trần phải. Ngọ chàn xịnh. Nị ca dạo la. Hữu, ca dạo. Lý nhất định đắc kè. Hữu, xin lý quay diện. Rồi, thì nghe đến đây, quý anh chị ở bạn có mệt không nào? Nếu mệt thì nghỉ ngơi. Thì mình xin nhở đây ha, luôn chúc cho quý anh chị ở bạn có nhiều niềm vui, trân trọng và hẹn gặp lại. Tớ chào tài cá sấu thảy, Joy Kim, chào tạm biệt.